nó vào Ohio của Simon. Và chào mừng mọi người trở lại với series review anime manga. Tôi là Kito đây. Và tiếp tục với series Học viện siêu anh hùng, chúng ta sẽ đến với Vol 6. Và như thường lệ, nếu các bạn mua Vol 6 của Học viện siêu anh hùng thì bạn sẽ được tặng một cái miếng kẹp sách hình Todoroki Soto và mặt sau Lost in Cha My Hero Academia. Ok, thì chúng ta bước vào phần bìa. Phần bìa thì nó ấn tượng với hình của Hani Midoriya đây, với Ida Tenja và kẻ săn anh hùng Ten. Phần bìa thì nó tạo cảm giác cho chúng ta giống như là một màu đen tối, một cái sự gì đó mà nó giống như là nó độc ác rồi nó mà lằn các kiểu chứ. Mặt sau thì chúng ta có hình siêu anh hùng Rang Torino, đây chính là người thầy chủ nhiệm của All Might trong năm đầu. Đây Rang Torino, ông này nghe All Might kể là ông cao lớn lắm, không hiểu sao về sau hiểu xong nó xíu vậy nè. Và một số dòng của tác giả: sau hội thao chúng tôi biết được tin anh của Ida bị villain tấn công. Bình thường Ida luôn tỏ ra vẻ mạnh mẽ, nhưng lần này thì và tập sau đến lượt chúng tôi được tập ở chỗ các siêu anh hùng chuyên nghiệp. Con đường tôi muốn đi để thay đổi bản thân, tôi quyết định sẽ không né tránh bố mình nữa. Plus Lucha, câu này tôi nghĩ là chắc câu này của Todoroki. Đây là tem của nhà xuất bản Kim Đồng, giá 20k. Cái về mặt trong thì chúng ta sẽ có một số lời của tác giả. Ten có nghĩa là vết bẩn, từ từ nhuốm máu dơ bẩn, nhuốm màu dơ bẩn. Quan trọng hơn, đã có thông báo về anime mà tôi ngày đêm mong mỏi rồi. Hooray, có nhiều hoan hô đó. Còn mặt sau là hình của Bakugo. Tôi quên mất mình đã vẽ bức này nên dịp là xuất bản liền nghe Bakugo dán lên tập tay gặp luôn. Xin lỗi nhé, xin lỗi mọi người nhé. Dạ, tôi đọc và bị léo lưỡi. Horikoshi Hanin Bakugo hổ báo. Ok, chúng ta sẽ đến với mặt trong của cái biển. Mặt trong thì nó gồm một số thiết kế về mặt của địa cư. Cái này nó hơi bị dài nha, cho nên các bạn cứ chụp lại và đọc. Ok, mặt sau thì sẽ để hình của Todoroki Soto với một lời nói cho tập, giống như là cái lời mà giới thiệu cho tập sau vậy đó. Trong tập tiếp theo, một con quái vật nhỏ sẽ chui ra từ lưng của Aizawa. Các bạn nhớ đó đọc nhé. Chúng mình nhớ không lầm là khúc đó là bắt đầu cái tiếng mình luyện tập chiến đấu với mỗi anh hùng riêng vậy đó. Mình luyện cách mà giống như là một cái bài huấn luyện chiến đấu vậy đó. Chỉ cần một là đánh bại được ông đó, hai là dùng cái cọng tay chói được ông đó, và ba là đi thoát khỏi được cái cổng thoát hiểm á, hay là coi như thành công, coi như là hoàn thành cái bài thi đó. Thì Học viện siêu anh hùng Vol 6 này chủ yếu kể về cái quá trình tập sự của Midoriya và các bạn với các anh hùng, kiểu như là trong sau cái phần thi hội thao mà của Vol 5 kỳ trước á, thì là mỗi một thành viên trong một cái lớp học đó, mỗi ABCD của khoa anh hùng á, sẽ được các siêu anh hùng gửi cái đề nghị tới á, để tập sự á. Ví dụ như này nhiêu đề nghị để hàng dài á. Khi đó Midoriya chúng ta không hề có một cái đề nghị nào. Lúc đó ông On My xuất hiện nói là có một cái đề nghị dành cho Midoriya từ ông Rang Torino, là cái ông thầy lúc nãy nói với bạn là ông này nè, là đề nghị từ ông này nè, đi luyện tập. Và Midoriya tới chỗ của ông Rang Torino đó rồi luyện tập. Và nội dung thứ hai là xoay quanh cái việc mà Midoriya Todoroki với Ida Tenja đối đầu với kẻ vị anh hùng Stan, là đây, là cái ông khùng khùng này nè. Ok, và chúng ta hãy tới top 5 chi tiết ấn tượng nằm trong Vol 6 kỳ này nhé. Ok, và chi tiết ấn tượng đầu tiên là chi tiết mà Deku chọn tên siêu anh hùng của mình là Deku. Vậy nếu mà các bạn cập đọc cái chuyện Học viện siêu anh hùng sau khi mà tiếp qua anime á, sau khi mà Deku của chúng ta đã vào học được QA và đi lúc mà đi ra về á, gặp Uraraka và Tenja, lúc đó giới thiệu tên này nọ kiểu á, thì Uraraka mới nói ông Deku này tên là ông này tên là Midoriya Deku phải không? Cái này nè, Midoriya nó không phải tên của tớ là Izuku, nhưng mà Uraraka trả lời là tớ nghe cái cậu mà Bakugo đó nói là Deku, cái thanh niên Deku này mới nói là thanh niên Midoriya này mới nói là cái tên Deku đó là một cái tên được để như là hạ thấp này nè. Cái men này nó mới cái con nhỏ nó mới như là ngộ Uraraka mới như là không khổ mà nó không biết á, xin lỗi. Cái Uraraka mới nói một câu là Deku có nghĩa trong tự tiếng Nhật á, nó nghĩa là Kamadeyo đẹp người thì này cá kiểu vậy đó. Thì giống như là hãy cố lên,
nên ra nên Deku quyết định giống như là chọn lấy cái tên này, chọn làm cái tên anh hùng của mình luôn, kiểu như vậy á. Cái này tôi giải thích hơi bị hầm bà lặng xíu, nếu các bạn coi anime các bạn để ý chi tiết kỹ xíu là hiểu liền à. À, và chi tiết ấn tượng thứ hai là khi kẻ diệt anh hùng Stan đi gặp Shigaraki Tomura để bắt kêu này là đi tiêu diệt cái lũ anh hùng với mấy cái đứa nhỏ nhỏ trong mấy cái đứa mà đã đánh ở trong USJ với mấy cái đứa như giờ hầm bà lằng trong lớp 1A đó, như là Midoriya, Todoroki, rồi Bakugo, rồi mấy cái đứa hầm bà lằng, mấy cái đứa trong lớp học đó. Thì để tôi nói sơ qua cho các bạn biết về cái thằng cha kẻ săn anh hùng này. Thì ông kẻ săn anh hùng này ổng là một người không có theo phe tội ác hay theo phe gì hết, kiểu con quỷ này nó giống như kiểu phản anh, kiểu nó như không có ác mà cũng không có tốt á. Quỷ này là ông này là ổng giống như ổng bất bình về cái xã hội anh hùng này, kiểu như mấy ông anh hùng này chỉ chạy theo cái sự hào nhoáng, không có chạy theo cái ý nghĩa đích thực của anh hùng này đó. Và ông này tuy chỉ có một người duy nhất mà ổng cho rằng là cái người mà đúng chất của một anh hùng đó chính là ông Onma. Nên ông này ổng muốn chính Onma mới là người giết ông chết ông này. Để cái hồi mà cuối của cái vòng 7 các bạn sẽ biết cái khúc nào ổng sẽ nói cái câu đó ra luôn. Ok. À, chi tiết ấn tượng thứ ba là khi Midoriya của chúng ta khi mà nướng bánh cho Ran Torino á, vô tình tìm ra được nguyên lý hoạt động của nguyên lý của One For All á, rồi khám phá được một nguồn sức mạnh mới, sau đó dùng sức mạnh đó để thử nghiệm với Ran Torino. Bởi đó Ran Torino mới để cùng mới đánh nhau trong vòng 3 phút thôi. Thì tuy Midoriya của chúng ta không đánh bại được Ran Torino nhưng mà đã để được trên mặt của Ran Torino một vết thương tuy nhỏ thôi nhưng cũng đã chứng minh được cái thành quả luyện tập của Midoriya với cái đầu óc nó cũng rất là thông minh và sáng suốt. Chi tiết ấn tượng thứ tư là khi mà kẻ diệt anh hùng đâm một dao vào vai và một dao để khè Tomura. Và lúc đó chúng ta sẽ đã biết được rằng là cái bản chất mà căm thù ghét cái giới siêu anh hùng là như thế nào, cái lý do mà này đẩy vô con đường tội ác gì đó, kiểu gì. Theo tôi nhớ là những cái lý do mà ông thằng quỷ Tomura đã vô con đường tội ác là nguyên nhân là cái như hồi còn nhỏ lúc mà gia đình ông thằng nhỏ ông này bị giết nè, thì không một anh hùng nào tới cứu hết trơn á. Lúc đó có một cái ông kẻ xấu xuất hiện là dẫn nuôi ông này, đó chính là cái ông All For One đó, là cái ông sau này sẽ đối đầu với Onma một trận chí tử đây. Và đây là câu nói mà thể hiện giống như là Tomura rất ghét cái xã hội nha, anh hùng này đó nó giống như một cái xã hội gì đó rất là cái dạng trường của tôi nó không có được thâu được cao, tôi nói được mà để tôi đọc ha. Này đến giờ cứ luôn hồn mình niềm tin tao chẳng có động lực nào lớn lao đến vậy, nhưng nếu bắt buộc thì nói thì đây chính là Onma, cái thứ rác rưởi đó cùng với cái xã hội xuồng bán hắn như thằng Khánh này. Tao không có mong gì hơn là tất cả bọn chúng cho bụi. Rồi cuối cùng thì Tomura bắt cuối cùng cũng tấn công và dẫn theo hai con Nobu theo. Ok, và chi tiết ấn tượng thứ năm đó chính là trận chiến giữa Iratenya và kẻ diệt anh hùng. Để tôi nói sơ qua về cái sự việc của Iratenya để các bạn có thể hiểu, không thôi thì các bạn không hiểu khi tôi kể chắc nhiều bạn sẽ khó hiểu chỗ này. Là như vậy, cái hồi mà hội thao á thì Iratenya không thể nhận giải được, bởi vì Iratenya vô tình nhận được cái một cuộc điện thoại từ gia đình là anh trai của ông này nhập viện do bị ông này tấn công. Thì ông này ổng vô bệnh viện, ổng thăm anh trai ổng thì ổng thấy anh trai ổng đi đánh tơi cũng như tơi bời hết trơn rồi, muốn như cũng như là chưa tới cũng như gọi là nguy kịch á. Thì anh này ổng mới giống như là căm hận á, quyết tâm trả thù cho anh trai mình, mới đi giết này, mới đi tìm này để trả thù. Thì mình trở lại với cốt truyện chính thôi, thì tiếp tục đi vô trả thù thì mới vừa tới chân thì chưa kịp đánh thì bị ông này phát hiện ra rồi. Sau một hồi đánh đấm, nhớ lại ba cái ký ức hầm bà lằng một thời, thì Iratenya cuối cùng cũng bị thất bại, bởi vì đâu có kinh nghiệm chiến đấu là cũng không thể đánh lại được với ông này. Không có siêu năng lực là liếm máu xong cái là bất động luôn á, nên đứng im luôn, không thể làm gì được. Trong cái lúc mà sắp mà bị giết á, thì
anh đi Midoriya để tới giải cứu cho Ida. Sau một hồi trận chiến thì Midoriya cũng áp dụng cái siêu năng lực mà vừa học được từ cái từ chỗ của Ran Torino á, rồi áp dụng cái tốc độ của nó với mức 5% tấn công này, thì nói chung là tôi nghĩ là còn hiệu quả đó, nhưng mà do bất cẩn nên bị dính một cái vết thương có nhỏ xíu à, bị nó liếm ngay máu ra cũng bị bất động chung luôn. Nhưng mà trong lúc nguy hiểm này thì Todoroki vừa kịp tới để giải cứu luôn nên không sao. Rồi và trận chiến giữa Itachi, Todoroki và Midoriya với kẻ diệt anh hùng cũng chính thức bắt đầu từ đây. Và trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra, trận thứ hai sẽ diễn ra của trận chiến này thì nó sẽ nằm ở cuốn số 7 lần, nên là hãy chờ tới kỳ kế tiếp nhé. Ok thì tóm lại cuốn số 6 này cũng khá là thú vị về mặt những bạn cùng lớp với Midoriya và kể cả Midoriya đi thực tập với cái siêu thùng chuyên nghiệp, cũng như là cái tâm trạng cũng bộc lộ được cái tình anh em muốn trả thù cho anh trai của anh niên Ida này. Câu chuyện này cũng nhìn cũng khá là liên tối, nói chung là cũng nói về phần một phần là về những mấy thằng chia lệnh nhiều hơn được chút rồi, tại vì hồi trước đa số nói về là mấy ông anh hùng này không, nói chung là bây giờ nó cũng như là nó cũng bắt đầu có một số diễn biến câu chuyện về trạng của mấy thằng villain, là mấy thằng kẻ xấu á hiện tại rồi. Ok thì nếu các bạn muốn sở hữu cuốn này, các bạn có thể mua tại hệ thống các kệ sách hoặc là đặt trang. Nếu các bạn không thích thì các bạn có thể đọc online hoặc là xem anime. Nếu xem anime với kết hợp với cuốn này thì sẽ rất là hay. Ok, sayonara và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.